huynh, cô chào tất cả các bé thân yêu. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Kim Anh, giáo viên lớp Nhỡ Bãi, trường mầm non Hướng Dương. Hôm nay cô xin gửi đến tất cả các bậc phụ huynh cùng các bạn nhỏ hoạt động tạo hình với đề tài hướng dẫn phụ huynh giúp trẻ vẽ ô tô tải. Xin giới thiệu với các bậc phụ huynh, đây là bức tranh vẽ ô tô tải. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bậc phụ huynh giúp trẻ vẽ ô tô tải. Để vẽ bức tranh ô tô tải, các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con một tờ giấy trắng và bút sáp màu. Để vẽ ô tô tải, cô sẽ chọn bút màu đen. Cô cầm bút bằng tay phải và cầm bằng ba đầu ngón tay. Tay trái, cô giữ giấy. Trước tiên, cô sẽ vẽ đầu xe là một hình chữ nhật thẳng đứng. Cô đã vẽ được đầu xe rồi. Tiếp theo, cô sẽ vẽ thân xe là một hình chữ nhật nằm ngang và sát vào đầu xe. Vậy là cô đã vẽ xong thùng xe rồi. Chúng mình cùng quan sát xem, để xe chạy được còn cần có bộ phận gì nữa? À, đó là bánh xe đấy. Bánh xe có hình gì vậy? Bánh xe hình tròn. Cô sẽ vẽ một bánh xe hình tròn. Vẽ thêm một hình tròn nhỏ bên trong. Cô vẽ được một bánh xe rồi. Sẽ vẽ thêm một bánh xe nữa cho ô tô. Vậy là cô đã vẽ xong bánh xe rồi đấy. Chúng mình sẽ vẽ thêm cửa để bác tài xế có thể lên xuống xe được nhé. Cửa xe cô vẽ là một hình vuông. Vậy là cô đã vẽ xong ô tô rồi đấy. Ô tô thì sẽ chạy ở đâu? À, ô tô sẽ chạy trên đường đấy. Chúng mình sẽ vẽ đường là một nét cong. Và để ô tô tham gia giao thông được an toàn, các con sẽ vẽ thêm đèn tín hiệu. Chúng mình vẽ thêm 3 đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ. Các con vẽ thêm các đám cỏ phía dưới để cho mặt đất được đẹp hơn. Chúng mình vẽ thêm ông mặt trời. Các đám mây. Cô đã vẽ xong bức tranh, chúng mình cùng tô màu nào. Cô sẽ lấy màu đỏ để tô cho đầu xe. Khi tô, cô cũng chú ý tô thật cẩn thận, nhẹ nhàng và không để nặng màu đem ra ngoài đấy. Cô sẽ đưa thật đều tay để màu sẽ đều và đẹp hơn. Cứ như vậy, cô sẽ tiếp tục tô cho hết mặt, hết đầu xe. Cô đã tô xong đầu xe rồi đấy. Cô sẽ tô thân xe là màu vàng. Khi tô, cô cũng sẽ đưa dài tay, di màu dài để màu sẽ được đều và đẹp hơn. Cứ như vậy, cô sẽ tô hết thùng xe. Chúng mình sẽ chọn màu đen để tô bánh xe. Cô tô xong bánh xe rồi đấy. Cô sẽ tô cho cửa xe là màu xanh. Chúng mình thấy ô tô đã đẹp hơn chưa? Tiếp theo, cô sẽ tô ông mặt trời là màu đỏ. Cô sẽ lấy màu xanh tô cho đám mây. Tiếp tục, cô sẽ tô màu cho cột đèn giao thông và cỏ. Tiếp tục, cô sẽ tô cho đường đi, cô dùng màu nâu. Khi tô màu nền cho đường đi, chúng mình sẽ di thật dài tay và di nhẹ tay thôi để màu không đậm quá. Cô đã tô xong đường đi cho ô tô rồi. Chúng mình sẽ cùng tô bầu trời nhé. Nền bầu trời, cô sẽ dùng là màu xanh ra trời đấy.
Chúng mình cũng sẽ tô nhẹ tay để màu không quá đậm. Các con nhớ sẽ di màu thật dài tay ra nhé. Cô đã hoàn thành bức tranh của mình rồi. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các bậc phụ huynh giúp trẻ vẽ ô tô tải. Mong rằng các bậc phụ huynh hãy mất chút thời gian của mình để thực hiện cùng với các con. Giờ học của cô đến đây là hết rồi. Chúc toàn thể quý phụ huynh và các con sức khỏe. Cô xin chào và hẹn gặp lại.